Hello, xin chào anh em và chào mừng có thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày mai mình tiếp tục đi lách kỹ năng của cái đám chiến kỵ được update mới ở trong game. Tầm này chỉ có chiến kỵ ở nhiều thôi các bạn ạ. Tầm này chỉ có chiến kỵ ở update mới nhiều thôi. Đấy, con ngày mai mình review cho mọi người chính là con Đạp Minh. Nhìn rất giống con trâu. Đấy, một con trâu. Lực chiến con này là 400k. Con này là phẩm kim các bạn. Con là phẩm kim, trên phẩm đỏ nhưng mà dưới phẩm bạch kim. Nên là nó rẻ hơn những con bên trên mà mình review cho mọi người. Nên là các chỉ số của nó cung cấp cũng ít hơn. Ví dụ như thuộc tính con kia tầm 2 triệu HP thì con này nó chỉ có 1 triệu 2 thôi, 1 triệu 2 50. Đấy, nó thấp hơn khá nhiều đấy. Lực chiến thấp hơn một nửa. Lực chiến thấp hơn một nửa. Đấy, là con Đạp Minh. Miêu tả về con chiến kỵ này ấy thì là nó xuất thân từ vùng kiểu U. Sở hữu sức mạnh của linh hồn và yêu ma để có thể giúp nó di chuyển được giữa nhân gian và địa phủ, nên là cái tên gọi của nó mới gọi là Đạp Minh. Đấy, nghĩa là đạp trên minh giới, đạp lên minh giới để di chuyển ấy, kiểu vậy. Ok, kỹ năng của nó là kỹ năng loạn vũ hữu song. Vào trận sẽ tăng 15% tỷ lệ bạo kích cho tướng sở hữu và tăng 5% tỷ lệ bạo kích cho tướng đồng minh. Nếu như tăng bạo kích như này thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý với những cái con về kiểu thích khách, đúng không? Các vị tướng thích khách nó sẽ rất là hợp lý luôn. Cầm tỷ lệ bạo kích để gây 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 đam nhiều, gây gọi sốc đam đầu là hợp lý nhất, trước khi mà team địch kịp bút bủng các kiểu hay team địch kịp sử dụng nội tại thì vào chọc bạo kích là ngon nhất. Đấy. Nhưng mà về cơ bản nói thì nói vậy thôi. Chứ cái bọn pet tử kim kia thì nó à bọn pet bạch kim kia nó vẫn à thú cưỡi chứ. À quên chiến kỵ chứ. Nó vẫn có tác dụng mạnh hơn những cái bọn phẩm dưới như này. Ở phẩm kim thì chỉ có 3 con tính cả con Đạp Minh này. Hai con ngựa dưới thì tôi cũng đã từng review cho mọi người rồi. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại cái video đó ở trên kênh của mình. Còn về con Đạp Minh này là một trong những con mới được update thì mình mới lách kỹ năng cho mọi người thôi. Đấy. Cơ bản là kỹ năng của nó tôi thấy cũng ổn thôi. Dùng được cho bọn thích khách cơ bản là như vậy. Về lý thuyết nó là như vậy. Nhưng mà nếu như được quyền lựa chọn thì chắc là thích khách sẽ có nhiều cái lựa chọn khác hơn. Tôi nghĩ là thiên về bảo kê thích khách là ngon hơn so với việc tăng một cái gọi là tỷ lệ bạo kích. Này nó chỉ là tăng tỷ lệ bạo kích thôi chứ nó không phải tăng sát thương bạo kích các bạn nhé, nó chỉ tăng cái tỷ lệ bạo kích của tướng lên thôi. Đấy, mặc dù là ngon, mặc dù là nếu như nói về bạo kích thì đụng chạm vào tướng thích khách thì đều là ngon cả. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là kiểu tầm này thích khách bị sốc đam hơi nhanh. Đấy, cũng có thể là tại những thích khách khác thì mình không biết, như kiểu Tim Ngụy cầm Trương Liêu kiểu cảm bị sốc đam hơi lẹ, nên là cầm bạo bạo kích chắc là ổn. Tôi nghĩ là nên bút mấy cái bảo kê nó sẽ tiện hơn và nó sẽ ngon hơn. Với đây chỉ là tăng tỷ lệ bạo kích thôi, nghĩa là nó chỉ tăng cái tỷ lệ bạn gây ra sát thương bạo gây ra một cái lần bạo kích thôi, chứ nó không có gì đảm bảo là bạn sẽ gây được cả, nên chưa chắc bạn dùng nó là hợp lý. Cái quan điểm của mình nó là như vậy. Hai con ngựa kia thì tôi quên bốn kỹ năng của chúng nó bút là cái gì rồi nhưng mà tôi cũng không nhớ lắm. Về việc nâng cấp nó lên mắc. Còn mà muốn sở hữu được nó ấy, à muốn có thể sử dụng được nó, tôi nghĩ các bạn sẽ phải nâng cấp sao của nó, nâng cấp level của nó lên, cấp của nó lên. Bởi vì cấp mắc của nó ấy sẽ tăng 25%. Không nhiều lắm đâu. Tăng tối đa mắc cấp của nó là cấp 10. Cấp 10 tăng 25% tỷ lệ bạo kích cho tướng sở hữu và 10% tỷ lệ bạo kích cho đồng minh. Không nhiều lắm đúng không nào? Không nhiều lắm. Không nhiều lắm, vẫn chỉ là 25% thôi. Đấy, nên là nếu như lên ở tầm này thì có thể giải quyết được. Còn nếu như thấp thế kia 15% thì nó không được ổn cho lắm. Đấy, 25% mà thêm 10% nữa thì nghe nó có vẻ nụt nà hơn. Với lại cái câu chuyện là cũng chưa biết sở hữu cái con Đạp Minh là như nào. Có free không? Free thì ngon. Free thì chơi theo kiểu lâu dài được, từ từ tích. Còn nếu như không free được thì mà để nạp ấy thì nạp bọn bạch kim nó vẫn ngon hơn. Đấy, hoặc là nạp bọn khác, thần thú, skin. Có lẽ là nhiều cái thứ khác nữa. Nhiều cái để nạp lắm. Nhiều cái vật phẩm mới ra mắt nữa mà. Từ thần khí, túi gấm, cũng có túi gấm tử kim.
chứ tập trung vào một con chiến kỵ mà nó tăng như này thì cũng không ổn lắm, mà kiểu chưa biết giá của nó ấy. Đấy. Ok, anh em có nhận xét gì về con chiến kỵ này thì để comment ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là xin chào lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.